Lò Tổng Bí thư Tô Lâm cháy lớn, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc bị bắt do liên quan đến đại án tham nhũng lớn nhất lịch sử Trương Mỹ Lan. Quý vị thân mến, chưa bao giờ chính trường Việt Nam chứng kiến một cú sốc lớn như vậy khi người từng đứng đầu Đảng, nắm giữ quyền lực tối thượng bất ngờ bị bắt giam, khiến toàn dân ngỡ ngàng, đặc biệt là sự nghiêm trọng của nó. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Việt Nam đang bị chính phủ gọi lên làm việc, điều khiến dư luận không khỏi sững sờ. Đó là ông Nguyễn Xuân Phúc có liên quan đến tài liệu nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan và Cao Minh Trí, Giám đốc truyền thông trường phổ thông Duy Tân, và Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Á. Cả hai người này hiện vẫn đang bị điều tra. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc và vợ là bà Trương Nguyệt Thu bị cấm xuất cảnh để tránh bị phát giác. Bà Thu đã nhờ bà Bùi Thị Thu Hà là vợ thiếu tướng Đàm Thanh Thế đứng tên khối tài sản nhiều ngàn tỷ. Được biết, ông Đàm Thanh Thế là người có anh em họ hàng của ông Phúc. Dư luận cả nước, từ những người dân bình thường đến các chuyên gia chính trị, đều bị cuốn vào cơn sóng gió này, ngơ ngác và bàng hoàng trước một bước ngoặt lịch sử không thể nào dự đoán được. Vâng, thưa quý vị, mạng xã hội những ngày qua lan truyền thông tin Tô Lâm đang muốn bắt giam Nguyễn Xuân Phúc với cáo buộc nhận 100 triệu tiền đô la hối lộ của bà Trương Mỹ Lan trong đại án Vạn Thịnh Pháp. Các đồn đoán cho rằng Tô Lâm muốn làm được những thứ mà Nguyễn Phú Trọng chưa làm được để vượt qua cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm để lại. Tuy nhiên, không dễ bắt ông Phúc đúng quy trình. Trong hệ thống chính trị thì ủy viên Bộ Chính trị là những đảng viên cao cấp nhất. Từ khi thực hiện đổi mới năm 1986 tới nay, rất hiếm khi có trường hợp ủy viên Bộ Chính trị bị bắt giam. Một số trường hợp vi phạm nặng nề nhưng chỉ bị kỷ luật khiển trách như cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Có người bị kỷ luật xong vẫn được lên chức như ông Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị từ năm 1996 đến năm 2016, bị kỷ luật năm 2003 do liên quan tới vụ án Nam Cam. Nhưng sau đó vẫn lên làm trưởng ban kinh tế Trung ương rồi thường trực ban bí thư, và tới năm 2011 thì lên làm chủ tịch nước. Hy hữu lắm thì có một trường hợp bị bắt giam là cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, do ông Nguyễn Phú Trọng muốn triệt hạ các thân tín của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng quy trình đưa ông Thăng ra tòa cũng không đơn giản. Đầu tiên phải hủy tư cách ủy viên Bộ Chính trị, sau đó mới khởi tố bắt giam. Vì từ tháng 1 năm 2016, Đinh La Thăng được bầu vào ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, cho nên mãi tới tháng 5 năm 2017, phe Nguyễn Phú Trọng mới tiến hành kỷ luật và cho thôi chức ủy viên Bộ Chính trị của Đinh La Thăng, nhưng vẫn được làm phó ban kinh tế Trung ương. Rồi tới tháng 12 năm 2017 thì mới khởi tố bắt tạm giam với tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Cũng chính vì nguyên tắc không bắt giam ủy viên Bộ Chính trị này mà dù rất muốn nhưng mãi tới chết ông Trọng cũng không thể khởi tố Lê Thanh Hải. Lê Thanh Hải là bí thư thành phố Hồ Chí Minh trong hai nhiệm kỳ từ 2006 đến 2016. Đó cũng là hai nhiệm kỳ ông Hải là ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 1 năm 2020, Trần Cẩm Tú, thân tín của ông Trọng, đã ra kết luận Lê Thanh Hải có liên quan tới quy hoạch bán đảo Thủ Thiêm. Tháng 3 năm 2020, thì ông Hải bị cách chức nguyên bí thư thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, và phải tới tháng 5 năm nay thì mới bị cách chức nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Và sau khi mất chức nguyên ủy viên này thì ông Hải mới có nguy cơ bị bắt giam. Không bắt chồng thì bắt vợ. Tới đây thì Tân nhắc lại ý nghĩa của chữ nguyên của hệ thống chính trị Việt Nam. Thay vì dùng cựu bí thư, họ dùng từ nguyên bí thư, tức là không còn ngồi ghế đó nữa, nhưng vẫn còn nguyên tắc đặc quyền, đặc lợi, vẫn còn là vùng cấm, chưa thể đụng tới được.
Như vậy, làm theo đúng quy trình này, muốn bắt Nguyễn Xuân Phúc thì đồng chí Tô Lâm phải kỷ luật ông Phúc. Sau đó, cho hủy tư cách nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, rồi mới có thể tiến hành khởi tố những vụ án mà ông Phúc có liên quan. Xóa tư cách này của ông Phúc thì rất khó vì chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, đồng chí Tô Lâm vẫn có thể làm được cái mà bác Trọng chưa từng dám làm, đó là bắt giam vợ của nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch nước. Bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, bị dư luận nghi là trùm cuối trong đại án Việt Á. Trên trang Wikipedia có thông tin cho rằng bà này đã bị Bộ Công an triệu tập nhiều lần vì nhận số tiền 1.400 tỷ của Việt Á. Ngoài ra, bà Thu cũng dính tới nhiều nghi án nhận hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu, vụ Vạn Thịnh Phát. Những bê bối của bà Thu là nguyên nhân chính khiến ông Phúc phải từ chức khi mới chỉ làm Chủ tịch nước, chưa đầy 2 năm. Chỉ cần điều tra, làm rõ một trong các đại án trên, thì Tô Lâm hoàn toàn có thể đưa nguyên đệ nhất phu nhân vào tù. Đây là điều nằm trong khả năng của Tô Lâm và cũng không phải làm trái quy trình, không cần phá vỡ các nguyên tắc ngầm của Bộ Chính trị và đặc biệt là để người dân thấy ba chuyện. Một là Tô Lâm có thể làm được chuyện mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng chưa làm được. Hai là chỉ có người nhà của Chủ tịch nước tham nhũng, chứ Chủ tịch nước thì vẫn trong sạch, vẫn giữ được phần nào thể diện cho Bộ Chính trị. Ba là sẽ tạo ra tiền lệ mới cho Đảng, cho bắt vợ, chồng, con cái, người nhà của nguyên ủy viên Trung ương. Vâng, thưa quý vị, ông Phúc trước khi từ chức từng khẳng định chắc địch rằng vợ con mình không liên quan gì đến vụ Việt Á. Việc Nguyễn Xuân Phúc từ chức Chủ tịch nước Việt Nam trước thềm Tết Nguyên đán năm 2023 vẫn được người dân nhớ rõ như in. Sự kiện này đã tạo ra một cú sốc lớn không chỉ trong giới chính trị mà còn trong lòng công chúng. Nguyễn Xuân Phúc với vai trò là Chủ tịch nước đã chỉ mới đảm nhận vị trí này trong một thời gian ngắn, nhưng quyết định từ chức của ông đã diễn ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm, khi đất nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, một dịp lễ quan trọng và thiêng liêng đối với người dân Việt Nam. Sự ra đi của ông Phúc không chỉ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp chính trị của ông, mà còn mở ra nhiều câu hỏi và suy đoán về các nguyên nhân và hậu quả của quyết định này. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và các nhà phân tích chính trị, làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về sự ổn định chính trị, cũng như về tương lai của đất nước. Trong bối cảnh đó, việc Nguyễn Xuân Phúc từ chức không chỉ là một sự thay đổi trong cơ cấu lãnh đạo, mà còn phản ánh những biến động sâu xa trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Theo các thông tin được công bố, ông Phúc từ chức để chịu trách nhiệm chính trị, do một số thành viên thuộc chính phủ ông Phúc bị kỷ luật và bị bắt. Trong đó, có hai bê bối lớn là vụ việc trục lợi từ các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19 và nâng khống giá kit test của Việt Á. Các tờ báo đối lập chính phủ Việt Nam còn đưa ra giả thiết ông và gia đình liên quan đến bê bối nâng giá xét nghiệm của Việt Á. Tuy nhiên, ông đã bác bỏ thông tin này. Nguyễn Xuân Phúc từ chức trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh chiến dịch chỉnh đốn Đảng và chống tham nhũng. Ông buộc thôi làm Chủ tịch nước vì các quan chức từng thuộc chính phủ ông Phúc khi ông còn làm Thủ tướng bị bắt hoặc bị kỷ luật. Theo thông cáo, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Ngày 17 tháng 1 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp để xem xét việc Nguyễn Xuân Phúc muốn thôi làm Chủ tịch nước. Trung ương Đảng sau đó đã đồng ý nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 18 tháng 1 năm 2023,
Quốc hội Việt Nam đã họp bất thường để tiến hành miễn nhiệm chức Chủ tịch nước và chức đại biểu Quốc hội của Nguyễn Xuân Phúc. Quốc hội đã bỏ phiếu tín để thông qua nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Với 465 trên 482 đại biểu bỏ phiếu tán thành ông Phúc chính thức thôi làm Chủ tịch nước. Ngày 17 tháng 1 năm 2023, Trung ương Đảng đã chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân, quyết định được Ban chấp hành Trung ương Đảng đưa ra trong cuộc họp bất thường vào buổi chiều cùng ngày. Sau khi thảo luận và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông, việc ông từ chức được cho là do chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, khi để nhiều cán bộ có sai phạm như hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, cùng ba Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và Mai Tiến Dũng gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Trong số đó, đã có hai Phó Thủ tướng xin thôi chức, hai Bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Theo đó, vợ nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ai? Thì được biết, vợ của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu. Bà là phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước của chồng từ tháng 4 năm 2021 đến năm 2023 và cũng là phu nhân của Thủ tướng trong nhiệm kỳ Thủ tướng của chồng từ năm 2016 đến 2021. Bà được biết đến với phong cách thời trang thanh lịch, thường xuyên diện áo dài truyền thống của Việt Nam và được báo chí Việt Kiều mệnh danh là đệ nhất phu nhân Việt Nam. Kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng năm 2016 và làm Chủ tịch nước năm 2021, bà đã tháp tùng ông Phúc trong nhiều chuyến thăm cấp nhà nước và tiếp nhiều quan chức nước ngoài. Trong đó có việc tiếp đón các đệ nhất phu nhân và phu nhân của các nguyên thủ nước ngoài. Bà thường được biết đến với phong cách thời trang của mình, mặc áo dài truyền thống Việt Nam và luôn kết hợp màu sắc của nó với chiếc tà vạt của chồng. Điều này đã trở thành một cơn sốt trên Internet ở Việt Nam. Gia đình tôi, vợ và các con không tư lợi tham nhũng liên quan đến vụ Việt Á. Được biết, ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức Chủ tịch nước là do bê bối vụ Việt Á khiến hàng loạt quan chức bị bắt và ông chịu trách nhiệm người đứng đầu. Tuy nhiên, trên mạng lan truyền rất nhiều tin đồn về việc vợ con ông dính đến vụ việc này, nên trong buổi lễ bàn giao chức Chủ tịch nước, ông đã có những phát biểu về vụ việc. Kính thưa quý vị, thật là một bức tranh đáng buồn nhưng không thể nói là bất ngờ về những người cầm cân nảy mực của Câu Lý. Có lẽ ông Trần Hoàng Tỷ và ông Võ Đình Sớm đã quên mất rằng chức vụ của họ không phải là một công cụ để thu lợi cá nhân, mà là trách nhiệm nặng nề được giao phó bởi nhân dân và nhà nước. Những người họ lẽ ra phải bảo vệ công lý và sự thật lại biến tòa án thành một sân khấu của những trò hề tham nhũng. Như quý vị đã biết, ngành tư pháp với vai trò là trụ cột của nền pháp quyền đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công lý và bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên hiện nay, lò của Bác Tô Lâm chống tham nhũng tiêu cực đã thực sự cháy lan tới tận địa phương và chạm đến những khu vực mà trước đây người ta khó có thể ngờ tới. Điều này càng đặc biệt nghiêm trọng khi lửa đã bén vào cả những cơ quan tư pháp, những nơi được xem là biểu tượng của công lý, nơi các bao công hiện tại phải giữ gìn sự liêm chính và công bằng. Tuy nhiên, thực tế lại phơi bày sự thật đáng buồn. Nhiều kẻ khoác trên mình chiếc áo quan tòa mang danh là người cầm cân nảy mực, nhưng lại sẵn sàng lật mặt trắng trợn khi có tiền hối lộ. Mới đây, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Hoàng Tỷ, thẩm phán Tòa án Nhân dân Hiền Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau về hành vi nhận hối lộ, và một vụ việc tương tự khi thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Võ Đình Sớm bị khởi tố và xử lý theo quy định vì nhận 500 triệu đồng của đương sự để xử cho thắng kiện, đã khiến cho người dân lương thiện phải chịu oan sai như thời phong kiến khi công lý chỉ dành cho kẻ mạnh. Vậy những vị thẩm phán này đã vi phạm ra sao, gây ảnh hưởng thế nào trong ngành tư pháp Việt Nam, đã làm người dân bất bình như thế nào?
và liệu rằng lò của bác Tô Lâm chống tham nhũng tiêu cực đã đốt đến tận cùng ngõ ngách hay chưa? Vâng, thẩm phán Trần Hoàng Tỷ có thể nói đó là một ví dụ đáng buồn cho sự tham lam vô độ. Thẩm phán, một danh xưng một bao nhiêu người kính trọng, là biểu tượng của công lý, sự công bằng và liêm chính. Ấy vậy mà, trong câu chuyện đầy mỉa mai và chua chát này, cái tên Trần Hoàng Tỷ lại ngự lên sự thất vọng tột độ. Khi ông ta không chỉ bôi nhọ chức danh cao quý ấy, mà còn tự biến mình thành một kẻ tham lam tầm thường. Như báo chí đã đưa tin, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Trần Hoàng Tỷ, thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, để điều tra về tội nhận hối lộ. Theo thông tin ban đầu, thì năm 2023, ông Tỷ có hành vi nhận 80 triệu đồng của một người dân ở huyện Ngọc Hiển để giúp người này thắng kiện trong vụ tranh chấp quyền sử dụng đất. Vâng, có thể nói, với số tiền hối lộ vỏn vẹn 80 triệu đồng, một số tiền chẳng đáng là bao so với cái giá của sự liêm chính và trách của ông Tỷ đang nắm giữ. Ông ta đã sẵn sàng bẻ cong cu lý. Thật khó tin một người được giao trọng trách quyết định số phận của người khác, thay vì dựa vào sự thật và luật pháp, lại có thể dễ dàng bị mua chuộc chỉ bằng một số tiền nhỏ nhoi như thế. Phải chăng ông ta đã quên rằng chức vụ thẩm phán là để bảo vệ công lý chứ không phải là công cụ để trục lợi cá nhân? Hành vi của ông Trần Hoàng Tỷ không chỉ là sự phản bội đối với hệ thống pháp luật mà còn là một sự xúc phạm đối với nhân dân, những người đặt niềm tin vào ông. Khi một thẩm phán, người nắm giữ quyền lực quyết định số phận của người dân, lại lợi dụng quyền lực ấy để thu lợi cá nhân, đó không chỉ là hành vi tham nhũng mà còn là tội ác chống lại niềm tin của xã hội. Công lý dưới bàn tay của những kẻ như Trần Hoàng Tỷ không còn là thứ cao quý và bất khả xâm phạm nữa. Nó bị biến thành một món hàng rẻ mạt, sẵn sàng được bán cho ai trả giá cao nhất. Nhìn vào hành vi của ông Tỷ, người ta không khỏi tự hỏi liệu có bao nhiêu quyết định của ông ta đã được đưa ra dựa trên số tiền nhận được, thay vì sự thật và pháp lý. Vụ việc ông Tỷ là một lời nhắc nhở cay đắng về sự mong manh của công lý khi nó nằm trong tay những kẻ không xứng đáng. Một thẩm phán như ông, người mà lẽ ra là phải bảo vệ công lý và đạo đức, lại biến tòa án thành một sân khấu sự giả dối và tham lam. Sự xuống cấp này không chỉ làm ô uế hình ảnh của cả ngành tư pháp mà còn khiến lòng tin của nhân dân và hệ thống pháp luật bị lung lay nghiêm trọng. Chức vụ thẩm phán, một vị trí mà xã hội tin tưởng trao cho những người có đạo đức và hiểu biết sâu sắc về pháp luật, đã bị ông Trần Hoàng Tỷ biến thành công cụ để kiếm tiền bần phiểu. Ông ta đã không chỉ phá hủy sự nghiệp của mình mà còn làm tổn thương niềm tin của hàng triệu người dân và hệ thống pháp luật. Sự tham lam của ông ta đã để lại một vết nhơ khó có thể xóa bỏ, không chỉ cho bản thân ông mà còn cho cả hệ thống pháp lý mà ông ta đã từng đại diện. Nhưng liệu có phải chỉ mình ông Tỷ là kẻ tham lam, hay đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong một hệ thống mà sự liêm chính đã dần trở thành thứ xa xỉ? Chỉ với 80 triệu, ông Tỷ đã sẵn sàng đánh đổi tất cả, danh dự, sự nghiệp và lòng tin của nhân dân. Điều này không chỉ cho thấy sự tham lam tột độ của cá nhân ông, mà còn phản ánh một thực trạng đáng báo động về sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận không nhỏ các lãnh đạo tư pháp hiện nay. Và thật may mắn, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, người dân có thể đặt niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn khi những con sâu mọt kiểu như ông Tỷ và ông Sớm sẽ không còn đất sống. Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng khẳng định rằng không có chỗ cho những kẻ tham nhũng, những kẻ lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân trong bộ máy nhà nước. Ông luôn nhấn mạnh rằng mọi hành vi sai trái sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ. Điều này cho thấy quyết tâm của ông trong việc làm sạch bộ máy để đảm bảo rằng những kẻ hại nước hại dân sẽ không còn cơ hội phá hoại lòng tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật và chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chiến dịch chống tham nhũng sẽ không chỉ dừng lại ở việc xử lý những kẻ đã bị phát giác mà còn đi sâu vào việc ngăn chặn ngay từ gốc rễ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng sự minh bạch và trách nhiệm giải trình sẽ là những yếu tố then chốt trong việc xây dựng một bộ máy nhà nước liêm chính. Các biện pháp mạnh mẽ hơn sẽ được áp dụng để giám sát và kiểm tra, đảm bảo rằng không một cá nhân hay tổ chức nào có thể lợi dụng quyền lực để phục vụ lợi ích riêng. Với những kinh nghiệm đã đi qua và một tầm nhìn xa mới, Tổng Bí thư Tô Lâm hiểu rằng công tác phòng chống tham nhũng không chỉ là nhiệm vụ của riêng mình ông mà là của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân. Ông đã kêu gọi sự tham gia tích cực từ mọi tầng lớp xã hội, từ những cán bộ công chức đến những người dân thường, để cùng nhau xây dựng một đất nước mạnh mẽ, trong sạch và phát triển bền vững.
tương lai dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm hứa hẹn sẽ là một thời kỳ mà công lý thực sự được thực thi, nơi mà những kẻ lợi dụng quyền lực sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Nhân dân có thể kỳ vọng vào một bộ máy nhà nước được làm sạch sẽ, nơi mà những giá trị công bằng, minh bạch và liêm chính sẽ được tôn vinh và bảo vệ. Không chỉ dừng lại ở lời nói, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng minh sự quyết tâm của mình bằng những hành động cụ thể. Việc khởi tố và xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng gần đây là minh chứng cho thấy rằng dưới sự lãnh đạo của ông, không một kẻ tham nhũng nào có thể thoát khỏi vòng pháp luật. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy công tác phòng chống tham nhũng đang được thực hiện một cách quyết liệt, không khoan nhượng. Sự quyết tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một lời hứa mà là một chiến lược hành động rõ ràng và nhất quán. Ông đã, đang và sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước trên con đường làm sạch bộ máy nhà nước, loại bỏ những kẻ tham lam, bất tài ra khỏi hệ thống và xây dựng một đất nước mà mỗi người dân đều có thể tự hào và tin tưởng vào chính quyền. Đây là niềm hy vọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mang đến cho chúng ta, một niềm tin vào một tương lai sáng sủa hơn, nơi mà công lý sẽ luôn luôn được bảo vệ và tôn vinh. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là ai? Tại sao lại bị cho thôi chức vụ khi Tô Lâm vừa lên Tổng Bí thư? Lê Minh Khái từng là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Ông sinh ngày 10 tháng 2 năm 1964 tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, là người dân độc kinh, không theo tôn giáo nào. Sinh ra và lớn lên và học trung học phổ thông hệ 12/12 ở vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu, ông đã cố gắng vượt khó học giỏi, trúng tuyển đại học và được cử đi học ở Liên Xô. Ông có bằng thạc sĩ kinh tế, trình độ thạc sĩ kế toán kiểm toán, cao cấp lý luận chính trị, có ngoại ngữ tiếng Nga trình độ C, sự nghiệp chính trị. Ngày 14 tháng 8 năm 1990, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 14 tháng 8 năm 1991. Sau khi tốt nghiệp đại học từ Liên Xô trở về nước, ông bắt đầu sự nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 năm 1991 đến tháng 7 năm 1995 là cán bộ phó trưởng phòng kế toán Liên hiệp Khoa học Sản xuất in Lexin. Từ tháng 7 năm 1995 đến tháng 3 năm 1996 là phó chánh văn phòng Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FTDC). Từ tháng 3 năm 1996 đến tháng 3 năm 1998 là kiểm toán viên, phó trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 12 năm 1999 là trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 7 năm 2005 là phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 3 năm 2007 là kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 tại thành phố Cần Thơ. Từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 3 năm 2014, giữ chức phó tổng kiểm toán nhà nước. Tháng 3 năm 2014, Ban Bí thư đã điều động và luân chuyển ông Lê Minh Khái tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu. Ngày 9 tháng 6 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu ông Khái giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu thay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Hoàng Bê, qua đời một tháng trước đó ở tuổi 59 vì bệnh hiểm nghèo. Ngày 2 tháng 10 năm 2015, được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2010-2015, thay cho ông Võ Văn Dũng, được Bộ Chính trị điều động về công tác ở Trung ương. Ngày 28 tháng 10 năm 2015, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020, ông tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bạc Liêu, gồm thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình với tỷ lệ 82,55% số phiếu hợp lệ. Chiều ngày 25 tháng 10 năm 2017, làm Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Phan Văn Sáu. Trước đó, ông Phan Văn Sáu đã đệ đơn xin nghỉ vì lý do cá nhân. Năm 2020, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, nghị quyết đại hội là chí tuệ tập thể được xây dựng bằng tâm huyết nguyện vọng và sự quyết tâm của toàn đảng bộ với tinh thần thực hiện thắng lợi về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Minh Khái đề nghị sau đại hội, cấp ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung nghị quyết của đại hội, trong đó cần xác định nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo chỉ đạo tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.
Trong quá trình triển khai, Ban chấp hành khóa 23 sẽ phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, dân chủ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp sắc đáng của cán bộ đảng viên trong đảng bộ để bổ sung nâng cao và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, có hiệu quả nghị quyết đại hội. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 miễn nhiệm chức Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định 1012/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Theo đó, trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 15 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Với 459 đại biểu có mặt, chiếm 95,63%, số đại biểu tán thành là 455, bằng 94,79%, đại biểu không tán thành là 4, bằng 0,83%. Quốc hội đã bầu đồng chí Lê Minh Khái giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 đồng chí được bầu làm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1438/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Minh Khái làm Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trưởng tiểu ban tài chính hậu cần. Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1618/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng ban chỉ đạo. Ngày 26 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 132/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo tổng kết chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng ban. Ngày 3 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 790/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng ban chỉ đạo. Ngày 9 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1521/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng ban chỉ đạo. Đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, nhận thêm nhiệm vụ làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Ban chỉ đạo. Theo danh sách phê duyệt, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng Ban chỉ đạo. Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phó trưởng Ban thường trực; ông Lê Minh Hoàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Trong sự nghiệp chính trị của mình, thì ông Lê Minh Khái nhận được nhiều phần thưởng cao quý như chiến sĩ thi đua cấp ngành kiểm toán, bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng 2. Cho thôi chức vụ. Ngày 3 tháng 8 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Trong phiên làm việc buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết, thống nhất và cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội 14, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Trong phiên làm việc buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số đồng chí lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy các đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Lê Minh Khái đã có đơn thôi xin giữ các chức vụ được phân công. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của các đồng chí, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Như vậy, với việc được cho thôi chức vụ Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Trung ương Đảng thì con đường thăng tiến của ông Lê Minh Khái đã chính thức dừng lại, dù hiện tại ông mới có 60 tuổi.